Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng với bác một số mẫu cần Nhật rút hàng chính hãng các bác nhé. Hàng chính hãng từ 5 triệu đổ lại. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video hoặc em để ở trên tiêu đề video ấy. Thì hôm nay em có các mẫu cần rút độ cứng thì AX, BX, FX. Độ dài thì từ 36 36 cho đến 4m25, 4m25 anh em nhé. Thì đầu tiên em có cây Lan Súp 30-425, hàng nguyên hộp anh em nhé. Giá là 4,2 triệu, giá 4,2 triệu nhé, hàng nguyên hộp. Bản Lan Súp này là bản Lan Súp trắng đỏ anh nhé, đỏ trắng. Đây. Hàng đẹp long lanh anh em nhé, hàng độc long lanh. Hàng đẹp long lanh. Chưa qua sử dụng anh em nhé, chưa qua sử dụng nhé. Đây gọi Lan Súp đỏ. Đánh dòng Lan Súp đỏ này thì anh em biết rồi đấy. 30-425. Cái này giống như dòng Pride Súp chữ đỏ ấy. Đấy. Lan Súp đỏ này. Độ cứng thì là CX nhé, CX 30-425, dành cho các bác nào thích nhẹ nhé, thích nhẹ đánh con này quá ok luôn. Đấy, khoen cái con này được trang bị khoen xám. Đấy, khoen xám xích, áp dụng trên cái dòng cao cấp của Daiwa. Đấy, ngọn nó đây. Định vị khoen thì là cơ bản của dòng Daiwa thì con nào cũng thế, thiết kế định vị như này hết. Đấy, định vị khoen, hàng chưa qua sử dụng anh em, hàng đẹp. Đấy, không phải lăn tăn. Đấy. Con này có cái định vị dẫn hướng này, anh em định vị dẫn hướng này. Đấy. Đấy, hàng đẹp long lanh, chưa qua sử dụng. Phun bao, phun hộp. Tất tần tật. Giá thì rất là êm, 4,2 triệu. Quá ok luôn. Giá không có gì phải lăn tăn cả, giá này quá mềm luôn anh ạ. Giá 4,2 triệu, hàng đẹp nhá. Lan Súp đỏ dành cho các bác nào yêu thích cần rút nhé, thích nhẹ nhàng. Đây, thông số của nó em nó đây, 4m25 này. Đấy, thu này 117 cm, trọng lượng có 410 g thôi các bạn ạ. Đứng ngọn 2,7 mm, đứng gốc là 23,7 mm, hàm lượng carbon 99%, 1% thành phần khác. Đây. Nó áp dụng các công nghệ như Vinjoy này. Đấy. Định vị khoen này, bên trong vẫn còn gì đây, giấy tờ, vẫn còn giấy tờ ở đó này. Đấy, Lan Súp đây gọi là Lan Súp đỏ anh nhá, hay còn gọi đỏ trắng được. Đấy, bao nó đây, hàng mới nên đủ bao hết anh ạ, nguyên bao nguyên hộp. Giá 4,2 triệu anh em nhé. Bác nào đánh dòng Lan Súp thì các bác biết rồi, lẩy cực kỳ luôn, đánh rất sướng mà nhẹ. Đấy, các bác nào đánh không quá xa này mà cần những con cần nó nhẹ nhàng đánh lẩy thì chơi dòng này. Còn bên này, bên này em có mẫu Daiwa Vega Súp anh em nhé. Đây, thông số đây anh em này, hàm lượng carbon 93%, 7% thành phần khác các bác nhé. 7% thành phần khác này thì đa phần các thành phần gọi thêm vào để tăng cường độ dẻo hoặc độ lẩy cho cần. Đấy. Trọng lượng là 480 g này. Đường ngọn 2,6 mm, đường gốc là 24,7 mm. Con này giá đang là 3,5 triệu và nó là dòng Vsup là bản đời đầu, cũng là lô hàng đầu tiên bên em làm độc quyền anh em nhé. Đấy, còn vài cây. Đấy, anh em nào thích trải nghiệm thì alo cho em nhé. Giá 3,5 triệu. Đấy, tiếp đến em có cây Súp Nander nhé, 405BT nhé, của Shimano. Đấy, giá 5 triệu, giá cây này 5 triệu. Cái khoen to nhất của nó thì mấy anh Nhật là các anh thay rồi.
Cái khoen to nhất của con này là khoen gập, không phải khoen ca đâu. Đấy, không phải con ca, ca hết như đâu. Nhưng mà máy anh Nhật, các anh thay rồi. Đây này anh em này. Khoen ca gập, cái đốt dài của nó đến tận đây mà. Này, đốt này. Cái này em thay thì nó dư ra một đoạn carbon. Này này, anh em vẫn còn keo này. Carbon màu đen. Thì máy anh Nhật, các anh đã sơn. Đấy. Màu sơn tuy nhiên là nó không được đẹp như là sơn gốc. Anh em về thích thì anh em sơn lại đoạn này. Còn không cứ để nguyên này mà chơi thì nó chả ảnh hưởng gì cả. Về hình thức thì nó không ưng mắt nhiều bác thôi. Còn về chất lượng thì con này là quá ok luôn. Đây này. 7 khoen anh em nhé. Đấy, dòng này dòng 7 khoen đấy. Không phải dòng 5 khoen đâu. 7 khoen khoen KH. Giá 5 triệu anh em. Giá 5 triệu. Dòng này đánh thì không phải nghĩ rồi. Dòng này cao hơn dòng Nander quyền Sup Nander màu mận chín. Đấy. Cao hơn dòng FV. Đấy. Rất đẹp. Còn khá là đẹp luôn anh em ạ. Chỉ có mỗi tội là thay cái khoen thôi. Thay khoen to nhất thôi. À, thành khoen ca thôi. Còn tiếp đến em có cây Jupiter FV425CT nhé, sản xuất tại Malaysia này, hàng đẹp nhé, hàng đẹp. Anh em nhìn cần để biết hàng đẹp rồi. Giá cái này là 3,6 triệu nhé, 3,6 triệu. Hàng đẹp. Em bắt đầu cần chi tiết thì alo em. Đấy, tiếp đến em có cây Jupiter mắm tôm 425CT, hàng nội địa anh em, hàng nội địa. Con này nảy không phải nghĩ luôn. Đấy, giá là 4 triệu nhá. Giá 4 triệu này. Đấy, độ cứng CX. Đấy, quen xích đen. Đấy, xích đen. Hàng xoắn toàn thân luôn. Hàng bản nội địa nhá. Đấy, tiếp đến em có cây Protaget Subnai của Ruby 354m. Độ cứng AX tầm trung. Giá là 4 triệu rưỡi. Giá 4 triệu rưỡi. Quen cũng là xích đen này. Đấy. Hoặc là cần chi tiết thì cứ alo cho em nhé. Đấy, tiếp đến em có mẫu Arocat SP405BT. Cũng hàng nội địa nhé. Con này thì có xước xác theo thời gian nhé. Đấy, có xước xác này. Hàng khá là đẹp. Có ít xước răm ở phần đốt gốc. Đấy. Giá cây này là 4 triệu 400 ngàn. Bản này là bản Arocat 7 màu cần rút CX Aquen BXT, hàng rút nội địa anh nhá. Tiếp đến em có cây Jupiter FV36FX nhá. Đấy, sản xuất tại Malaysia, còn khá là đẹp anh ạ. Đấy, cây này có giá là 3 triệu 400 ngàn nhá, 3 triệu 400 ngàn nhá. Đấy, giá 3 triệu 400 ngàn. Nhân nào thích cần ngắn thì chơi con này này. Gầy rô này, chép trôi, đánh gần gần này, đánh cực phê luôn. Và cây cuối cùng là cây Arocat SP425BT nhá. Cái này cũng hàng nội địa anh em nhé, hàng nội địa nhá. Đấy thì cây này có giá là 4 triệu 6 các bác nhá, 4 triệu 6 nhá. Bác nào có nhu cầu alo em nhá. Hàng nội địa nhá. Đây là các mẫu cần rút có giá dưới 5 triệu, có nghĩa 5 triệu đổ lại. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video.